chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Solid 100R độ tinh tế que dán bên bãi cỏ chiều hè. Bên cạnh Suzuki Raider 10, cái mẫu xe máy Honda Solid 100R là một trong hai mẫu xe với kiểu dáng hybrid với dung tích 150cc duy nhất ở trên thị trường hiện nay, được nhập vào Nam từ Indonesia với mức giá là khá cao. Tuy nhiên, dòng xe máy này liên tục được dân chơi Việt độ lại với các bản độ độc đáo bắt mắt. Khoác cho mình một bộ cánh Resso, nhưng đây chỉ là cái mô phỏng thôi nhé, chứ phần nguyên bản của xe không phải là phiên bản đặc biệt đâu. Ghi đông được trang trí rất nhiều chi tiết ốc cầu tì kết hợp cùng với bao tay Spider êm ái, góc cạnh hơn với xin khá nhiều. Trợ lực Colin kẹp cổ hành trình 90mm giúp đầu xe ổn định khá nhiều khi chiến mã với độ cao. Trang bị cụm tay thắng Rambo tháo xe phần lớn kết hợp cùng với tay thắng CIC Carbon Fiber bên dầu Rambo cái màu xám khói. Heo dầu trước thương hiệu của Rambo Hybrid tháo xe KTM. Carbon Carte được ốp Carbon Fiber giúp cho xe trông là sang trọng rất nhiều so với cái mũi nhám nguyên bản. Theo chia sẻ từ phía chủ xe thì đây chỉ mới hoàn thành 30% so với tiêu chí của chủ xe đưa ra dành cho cái chiếc xe yêu của mình. Honda MX-105 độ hạ lùng đi kèm nhiều món đồ trang sức. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi đã mất cái dòng xe mình khi huyền thoại, nhận thấy cái sự ưa chuộng và mong muốn rằng càng tăng thêm cái việc sở hữu được một chiếc xe có thiết kế là tạo nên một phong cách nổi bật cho những người dùng, đồng thời mang đến cái cảm nhận lái đầy thú vị nhưng không kém phần thử thách. Honda đã ra mắt cái mẫu Minibike MX-105. Phần ghi đông Combosino CC được lựa chọn thay thế cho ghi đông zin giúp cho xe trông là mới lạ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó còn có thêm cụm con dây CIC CB tích hợp khả năng tăng con bằng tay vô cùng tiện lợi. Tháo bỏ hệ thống cái chó đèn zin thường thấy bằng hai cái chó đèn nhỏ, cả ba phá cách hơn. Cái dàn chân hay bị dụng cái cặp phục upside down nhưng nguyên bản là quá dài thì chủ xe đã hạ xuống bỏ phục AASC giúp cho xe lùng hơn. Phục kiểu Holin bình dầu rời đem lại cho cái chiếc xe độ tính thẩm mỹ, kiểm soát được hành trình giảm sóc của xe hiệu quả hơn. Cái bộ cấp xin được lắp thêm cái kéo cấp xin xì giúp cho trọng tâm và kích thước của xe được thay đổi. Sở hữu thêm cái cặp mâm CNC to lớn và chú heo dầu R6 ở phía sau càng làm cho chiếc xe trở nên hầm hố, giá trị hơn rất nhiều trong mắt những tay chơi xe. Chú lùng đang khoe dáng giữa cái núi rừng. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại tiếp. Nhớ like, subscribe.